thưa quý vị, hôm nay tôi xin nói chuyện về một cái tên, tên của tôi và tên của mẹ tôi. Chắc chắn khi sinh ra đời ai cũng có một cái tên để gọi nhau, muôn loài cũng có một cái tên riêng để mọi người đều nhận biết mình là ai, nó là cái gì. Và tôi cũng vậy, tên của tôi là Sóc và họ của bố tôi là Đinh. Sóc Đinh là tên đầy đủ của tôi. Thật ra cái tên của tôi rất là đơn giản. Trong ngôn ngữ của nước tôi, nếu tên Sóc được chỉ định là một động từ thì nó có nghĩa là chăm sóc hay săn sóc. Nhưng nếu nó được chỉ định là một danh từ, nhất là danh từ riêng, thì nó là cái tên của một con sóc. Trong tiếng Anh nó được gọi là squirrel. Đây là một con vật trông nho nhỏ, cũng hay hay, có một cái đuôi dài hay uốn cong cong như là một cái chổi lông gà, thích leo trèo trên cây cối và thích ăn đủ mọi loại trái cây trong vườn. Cuộc sống của tôi vẫn bình thản, tâm hồn nghiêng yêu đời. Cái tên của tôi vẫn bình thường, nhưng khi tôi đi học lên tới lớp đệ tam, tức là lớp 10 bây giờ, cái tên của tôi được đem ra làm trò cười trong một giờ học lớp cổ văn. Lớp học cổ văn, của môn học văn chương cổ của nước tôi vào thời đó. Trong lúc cô giáo đang giảng một bậc, cô giáo đang giảng và bình luận về sự chế nhạo cách làm thơ của ba chàng lớp trong văn chương cổ. Bài thơ đó nói về con cóc, đại ý như là ba chàng lớp với mỗi chàng xuất khẩu thành thơ. Ví dụ chàng thứ nhất xuất khẩu thành con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, thì chàng lớp thứ hai tiếp con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, và chàng thứ ba chàng ngốc thứ ba nói tiếp con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Thật là buồn cười. Chuyện không dừng ở đây đâu. Khi mà có mấy con bạn, mấy thằng bạn nghịch ngợm trời đánh của tôi, lúc đó lợi dụng sự vui vẻ của lớp và sự dở ương ương của cái bài thơ con cóc này, thay vì chúng nó đọc là con cóc thì chúng nó lại thay thế vào chữ con sóc để cười giỡn trêu chọc tên tôi. Thực sự lúc đó biết đây chỉ là một sự đùa giỡn chốc lát của tuổi học trò, tôi không có quan tâm nhiều lắm và cũng chả biết buồn là gì. Thế nhưng cho đến khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cái tên của tôi đôi khi cũng làm cho nhiều người ngạc nhiên, cười nhẹ một cách tế nhị trong giao tiếp hàng ngày. Nói thật, trong lòng tôi lúc đó cũng có một chút buồn tủi, trách móc mà không thể nói nên lời, chỉ biết chấp nhận, cam chịu. Rồi cũng vì sự hồn nhiên, vui vẻ, tự nhiên, ngây thơ trong cuộc sống, nó cũng làm cho tôi quên đi cái sự giận dỗi, sự giận hờn, trách móc đó. Tuy nhiên trong sinh hoạt hàng ngày, cái tên của tôi vẫn đôi khi vẫn là một cái trò đùa cho một vài người ở bất cứ nơi nào tôi đến làm việc, học hành hoặc trong giao tiếp ở những nơi có cùng chung hoặc là khác ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của tôi. Ví dụ như là khi chợt thấy một con sóc đang chạy ngang băng qua đường, hoặc là đang chạy leo trèo trên cây, một con em ruột ngựa của tôi chỉ vào con sóc đó vừa cười vừa nói kìa kìa chị hai kìa, hoặc kìa kìa bác hai kìa. Tôi chỉ biết cười lặng lẽ. Và một lần khác, trong lúc đứng xếp hàng để xem tên mình có được ghi danh vào một lớp học nghề Vocational Academy, tôi đứng sau một anh chàng cũng cùng language, cùng tiếng nói với tôi. Trước khi anh ấy rời khỏi hàng để tôi được tiến lên xem có tên mình trong danh sách đó, thì
anh ấy buông một câu nói vô tội vạ và thiếu tế nhị. Trời đất, ông nội nào có cái tên sóc mắc cười quá đi. Liếc nhìn lên tờ giấy trên tường, tôi biết ngay đó là tên của tôi rồi. Vì ở đây người ta thường viết tên trước rồi họ sau, và không có ghi tên lót như là chữ thị hoặc là chữ văn như ở văn hóa Việt Nam chúng ta. Nên khi đọc họ không biết đó là tên của đàn ông hay là tên của người đàn bà. Sau tôi biết anh ấy tên là Owen S giống như tôi, nhưng khi đọc được tên có lẽ tên này của anh ấy hay hơn tên của tôi. Mà thôi, bỏ qua cái nhỏ nhặt không đáng đó, tôi lại gặp một sự hiểu lầm về cái tên của tôi nữa. Không phải là sự chế nhạo mà là sự khác biệt trong phát âm. Đó là ông thầy người Mỹ dạy học tiếng Anh văn của tôi trong mấy ngày đầu tiên tôi ở vùng đất quê hương thứ hai. Hôm đó ông gặp tôi ở hành lang của trường học. Gặp tôi ông gọi tên. Oh, good morning, Sock. Tôi vui vẻ chào lại và quyết chào lại ông và nói với ông là tôi rất vui mừng vì ông đã nhớ tên tôi. Học với ông gần hết khóa mà ông không bao giờ ông nhớ tên tôi, vì ông chỉ gọi tên học viên khi nhìn vào bản đồ trong lớp. Vì vậy tôi rất vui khi thấy ông nhớ ra và đọc tên tôi một cách thân thiện. Nhưng nụ cười của tôi chợt tắt khi ông nói rằng sáng nay trong lớp ông đi làm, ông đi đôi vớ trước khi xỏ giày để đi vào đi làm, thì ông chợt nhớ đến tôi vì là người tôi là người có cái tên giống như chiếc vớ. Tiếng Anh có nghĩa là sock. Tôi cười lớn và giải nghĩa cho ông ta là tên tôi không có chữ K ở phía đằng sau. Nếu dịch qua tiếng Anh thì nó là tên của một con vật nhỏ, squirrel, không phải là tên của chiếc vớ sock, vì có chữ K at the end. Nghe xong ông vội vàng xin lỗi và đổi cách đọc tên tôi cho đúng. Ngoài ra ông còn khen tên tôi đẹp, vì squirrel là một con vật rất là nhỏ trông rất là dễ thương. Rồi trong một lớp học khác, khi được chọn chủ đề tự do cho bài viết của mình, tôi đã chọn chủ đề là cái tên của tôi và viết cái cảm nghĩ của tôi về trong bài viết văn đó. Bài viết này tôi được điểm A và có lời khen của ông thầy là ông rất xúc động và khi đọc bài viết của tôi, tối thiểu cũng phải có người hiểu và ra cái đẹp của tên tôi chứ. Quý vị có biết tại sao không? Bởi vì có nhiều lúc giận dỗi, trách móc tại sao bố mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên gì mà kỳ cục để người ta hay trêu ghẹo, trong khi mấy đứa em của tôi, tên của chúng nó rất là đẹp và rất là có ý nghĩa. Bố tôi chỉ cười và nói, bố mợ là con út trong gia đình và được ông nội con thương yêu nhất, nên khi bố mợ có con, ông nội rất quý và bố mợ đã để cho ông nội chọn quyền đặt tên cho con. Ông nội của tôi là người theo học chữ Hán Nho, nên bất cứ khi làm một cái gì ông cũng đều dở sách ra nghiên cứu. Và ngay cả khi lựa chọn một cái tên đẹp cho tôi, ông cũng dở sổ sách ra tìm hiểu tên nào tốt và đẹp cho cái tuổi và cái số mạng của tôi. Mấy cụ
đồ nho của chúng ta đều làm như vậy cả. Nhưng tên của tôi, ông không tìm ra trong sách vở của ông, mà là trên một bức tranh được khắc một cách khéo léo trên gỗ. Là đúng vậy. Khi ông chợt nhìn thấy một bức tranh có khắc hình một con sóc đang leo trèo và ôm rồi ăn một chùm nho rất là đẹp. Và ông chợt nghĩ ra rằng, cành nho con sóc. Và tên tôi được đặt là Sóc Tử Tấu. Mẹ tôi tên là Nho. Tên của bà cũng đơn giản, nghe có vẻ hay hơn. Nếu chúng ta được đi chung với chữ nhã, nho nhã, thì nó sẽ là một tính từ adjective, có nghĩa là nói về một người có học thức cao. Hoặc là nếu chữ nho đi chung với chữ phong, thì tôi chợt nhớ đó là tên của một cuốn sách có tên là Nho Phong của nhà văn nổi tiếng Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Lại nữa, chữ nho nếu mà được chỉ định là một danh từ riêng thì nó có tên của một loài trái cây, trái nho. Loại trái này có vị ngọt ngon. Nếu mà gọi là chùm nho thì đó là nhiều trái nho được dính lại thành chùm. Theo ý của ông nội, con sóc ôm chùm nho được nhìn thấy như là một đứa bé đang ôm bú sữa từ bố mẹ. Một hình ảnh trên thật là cao quý của tình mẫu tử. Có lẽ lúc đó ông nội của tôi đã nhìn thấy được sự lớn lên của tôi qua dòng sữa mẹ nuôi tôi hàng ngày. Và tôi sẽ có một cuộc sống ngọt ngào như một chùm nho. How wonderful is my name? Có phải tên, ý nghĩa của cái tên tôi thật là tuyệt vời không các bạn? Phải không quý vị? Đúng vậy. Ông nội tôi đã nhìn thấy một chemistry trong sự kết nối tình yêu giữa mẹ và con, giữa tôi và mẹ. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn. Cái tên của tôi không còn là một trách móc hay sự giận dỗi nữa, vì có rất nhiều người đã hiểu và đã nhìn ra cái vẻ đẹp, ý nghĩa của nó. Và tôi cũng phớt lờ, không quan tâm đến những trò đùa thiếu tế nhị, thiếu hiểu biết nữa. Mà ngược lại, trong lòng tôi lúc nào cũng mang ơn ông nội đã cho tôi một cái tên rất là đẹp và tuyệt vời. Giờ thì ông nội của tôi đã đi xa, ông đi xa lắm. Nhưng theo tôi nghĩ ở trên cao, lúc nào ông cũng theo dõi và ban phước lành cho chúng tôi, cho tôi và mẹ tôi, cho gia đình chúng tôi có một cuộc sống ổn định và sức mạnh để mẹ và tôi, để tôi và gia đình chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và tôi được ban phước có một sức khỏe tốt để được chạy nhảy vui đùa như một con sóc và có một cuộc sống ngọt ngào như một chùm nho. Xin tạ ơn ông nội và cảm ơn bố mẹ đã cho con một cái tên thật là đẹp và một cuộc sống đầy ắp tình yêu. Kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại những video clip sau nhé. Thank you, bye bye. Kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.